Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng từng chơi thân với nhau trong trại giam. Sau khi ra tù đã liên lạc móc nối thuê xe ô tô đi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh. Đó là Lê Văn Lộc, 26 tuổi, trú tại phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và Huỳnh Dương Bảo, 33 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó, Lộc từng có 4 tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản, Bảo có 2 tiền án về các tội bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả hai đều nghiện ma túy. Theo điều tra ban đầu, quá trình chấp hành án gần đây tại trại giam Đắk Trung, Bộ Công an, Lộc và Bảo quen biết chơi thân với nhau. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Cuối tháng 10 năm 2024, vì cần tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, nên Lộc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk gặp Bảo, rồi cả hai bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Để có phương tiện đi trộm cắp và chở tài sản, hai đối tượng đã thuê xe ô tô tự lái. Sau khi đi dò la phát hiện nhà dân sơ hở, Bảo sẽ đứng ngoài cảnh giới để Lộc dùng công cụ phá khóa đột nhập vào trộm cắp. Với thủ đoạn đó, chỉ trong 6 ngày từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, cả hai đối tượng đã gây ra 6 vụ trộm cắp liên tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu, lấy cắp nhiều tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, Lộc còn khai nhận ngày 8 tháng 9, một mình Lộc đã đột nhập vào một ngôi nhà ở phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, trộm cắp tài sản gồm 2.700 USD và một số trang sức với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.